Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Chỉ vài phút nữa thì mình sẽ lên bục dũng khí ghi hình. Cảm giác hơi lo sợ, hơi hồi hộp một chút. Mong là mọi chuyện sẽ êm đềm đi qua. Chúng ta sẽ cùng đến với bạn tiếp theo bước lên bục dũng khí. Xin chào các bạn. Xin chào chương trình Thúy Nôn Nói. Mình là Lê Gia Linh, học sinh lớp 8A3, trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên, Hoàn Kiếm, Hà Nội ạ. Hôm nay mình đứng đây là muốn kể về bố mình. Trong mắt mọi người thì bố mình chỉ là một người bố bình thường như bao người bố khác. Nhưng đối với mình, bố không chỉ là một người bố, mà còn là một người hay bên cạnh mình những lúc mình mệt mỏi nhất. 8 năm mình đi học đàn cũng chính là 8 năm bố đưa mình đi học. Và cũng chính 8 năm ấy, bố bất chấp cả nắng mưa, dù có chục cây hay là trăm cây, bố vẫn cố gắng đưa mình đi học. Nhà mình không phải là một nhà quá giàu gì cả, nhưng bố luôn cố gắng hy sinh tất cả những điều tốt đẹp nhất dành cho mình. Bố cố gắng như thế là vì mình muốn mình, dù có khó khăn tới đâu, nản chí tới đâu, cũng không được bỏ cuộc, không được gục ngã. Và mọi chuyện cứ như thế cho đến 3 năm trước. Mình đỗ tại một trường âm nhạc tại Hà Nội. Hiện tại thì mình vẫn rất là vui vì mình vừa học song song tại trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên, cũng là vừa học song song tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Mình cảm thấy rất hạnh phúc và biết ơn bố mình rất nhiều. Con biết rằng con không phải là một đứa con giỏi giang, cũng chẳng phải là một đứa con quá hoàn hảo gì. Nhưng bố luôn bên cạnh con, chăm lo cho con từng chút một. Con nợ bố một lời xin lỗi và một lời cảm ơn. Con xin lỗi bố vì đã nhiều lúc bướng bỉnh với bố, cứng đầu với bố và để cho bố lo lắng quá nhiều cho con. Con cảm ơn bố vì bố luôn bên cạnh con còn thế nào đi chăng nữa, bố luôn vẫn cố gắng đứng sau ủng hộ con. Con có câu hỏi này muốn hỏi bố. Con biết nhiều phụ huynh không cho con mình theo đuổi con đường nghệ thuật mà muốn con họ trở thành kế toán hay là kinh doanh. Vậy tại sao bố đồng ý cho con theo đuổi đam mê trong suốt 8 năm ấy? Thực ra thì ngay từ hồi nhỏ, bố thấy con có thích môn đàn. Gia đình nhà mình không ai theo con đường nghệ thuật, nhưng bố thấy con thích. Mà theo con đường nghệ thuật đấy thì phải có ý thích và sự đam mê. Chính vì vậy là bố hướng cho con vào cái đấy. Ngoài ra cái môn nghệ thuật này còn giúp cho con giảm những cái áp lực, stress trong học tập, cũng như cân bằng cuộc sống của con sau này. Con cảm ơn bố. Cảm ơn chú và em đã mang câu chuyện khá là gần với bọn cháu và bọn cháu cũng rất là hiểu. Nhà cháu cũng không ai theo nghệ thuật cả, nhưng bố mẹ cháu vẫn luôn luôn ủng hộ cái đam mê nghệ thuật của cháu để cháu có thể học hành hoặc là vui vẻ hơn trong cuộc sống ạ. Điều sướng nhất trên cuộc đời này là được làm điều mình thích. Cảm ơn chú và em đã đến với chương trình.